Anh ơi, hôm trước anh giới thiệu em con iPhone 12 Pro ấy. Con đấy thì giá rẻ rồi nhưng mà em sinh viên em lại không đủ tiền. Thì con 11 Pro thì giá nó có rẻ hơn nhiều không? Rẻ nhiều, 11 Pro thì rẻ hơn là 6 triệu cơ. Tôi nghĩ là bây giờ chỉ hơn 13 triệu đấy là 11 Pro rồi. Đấy, còn anh cứ xem nhé, 11 Pro quốc tế đấy này. iPhone 11 Pro quốc tế chuẩn nguyên zin thì tại bên mình đang rất là nhiều luôn nhá, tại MM rất là nhiều luôn và giá rất là rẻ nhá. Đó, chỉ hơn 13 triệu thôi là các bạn có thể mua một chiếc iPhone 11 Pro như này rồi. Này các bạn nhìn thấy nhá. Bên mình hiện tại đang đủ màu, MM đang đủ màu. Có màu trắng này, màu đen này, màu vàng và cả màu xanh, màu xanh rêu ấy mà mọi người ngày xưa cái máy ấy, màu này mọi người săn rất là nhiều nhưng bây giờ giá rất là rẻ thôi. Nó chỉ chênh lệch các màu chỉ 100.000 thôi. Đó, và các máy ở tại MM nó đẹp như này này. Máy 9599 hay là máy Lalio. Nó chỉ khác nhau về pin thôi và máy 95 thì nó hơi chảy chảy một chút xíu rồi. Chứ còn máy 95 bên mình thì như máy 99 bên khác bán rồi đúng không? Bên MM như vậy rồi. Họ đẹp như này nhá. Thế anh em nào ở Hải Phòng nếu qua 170 là chay thôi. Máy đẹp rất là nhiều và dung lượng rất là đủ nhá. Có 26GB này. Đó, có 64GB này. Đó, ví dụ như một chiếc màu xanh như này này. Đó, hiện tại bên mình đang bán là có 13.950.000 thôi. 13.950.000 như chiếc này rồi nhá. Đó, thoải mái mua đi. Bản 256 thì đắt hơn được 1 triệu. Đó, bản 256 thì đắt hơn được 1 triệu. Đó. Màu vàng với màu xanh thì bằng tiền nhau, màu trắng thì rẻ hơn 100, màu đen thì rẻ hơn 100. Đó, giá thì như thế thôi. Thế nên là các bạn có thể suy luận là giá hiện tại là bao nhiêu. Các bạn có thể vào xem mm.vn để mua, hoặc các bạn đến trực tiếp tại 170 Lạch Chay. Hiện tại giá đang rất là rẻ nha, 11 Pro giá chỉ hơn 13 triệu thôi nha.